hữu. Tiếp tục từ bên này, cuồng thông trò guitar, tức là nó mang là kiểu tính chung, kiểu mang tính cho tính chung được chưa? Thì cuồng thông trò kim tròm chính là điểm chung, điểm tương đồng, những cái điểm chung đó. Chuchinata có thể là dạng thúc đẩy hay là xúc tiến. Inban trò kuro về cơ bản là thông thường thì ờ, cái đó là thầy nhá. Và trong thông qua cái bài này mình cũng học được rất nhiều biểu hiện tốt ạ. Ở trong đề thi topic viết ở phần câu 54 ấy cả nhà, viết luận ấy, đã từng có đề thi về trí tô tra rồi. Những cái điều kiện của trí tô tra hoặc là làm như thế nào có thể trở thành một trí tô tra tốt ấy, cả nhà thử tham khảo bài này xem nhá. Ở đây chúng ta nói về là trí tô tra ca thuế đó nhá. Đấy, để mà trở thành một người lãnh đạo ạ. 어떤 성격이어야 할까요? Phải có một cái tính cách như thế nào nhỉ?
được không cả nhà? Trở thành người lãnh đạo thì có cái tính cách như thế nào? Chà, đầu tiên ạ, yu nưng han chí tô giả, tức là người lãnh đạo mà yu nưng ạ. Yu nưng ở đây chúng ta hiểu là có năng lực, đúng không cả nhà? Hữu và nưng trong từ nưng nhóc chẳng hạn, chúng ta có là có năng lực nha, tức là người lãnh đạo có năng lực. Chung nghề nên trong số những người lãnh đạo tài năng thì chê cứ chúa nên đế đế song chó kinh sa đam tuổi cổ, cũng có những người mà tính cách hướng gì ạ, hướng nội, thích đọc sách ạ. Ý ghi hà nên có sư chúa nên quê hương chó kinh sa đam tuổi sinh ta, cũng có những cái người hướng ngoại mà lại thích giao tiếp, thích nói chuyện, được không? Câu này nói chung là giống kiểu viết câu 54 đấy cả nhà, cũng có những người như thế nào này, cũng có những người như thế kia này, ok không? Và chúng ta thấy nhá, trong những cái nhà lãnh đạo đúng không ạ, tài năng thì cũng có những cái người mà tính cách hướng nội, thích đọc sách ạ, và cũng có những người mà tính hướng ngoại, rất thích cái việc là giao tiếp nói chuyện. Rồi tiếp nha, cứ đây do vì thế nên chỉ tô cha e xong kiểu cứ han khá chi đô bà ra ghi nên ta, cái việc mà nói tính cách của người lãnh đạo ở một cái nội dung cụ thể nào đấy, han cả gì, tức là một loại cả nhà, tức là vì thế nên mà khó có thể nói được tính cách của nhà lãnh đạo ở bằng một loại nào cụ thể, bởi vì có người này có người kia, chúng ta không thể nói được rằng cụ thể là tính cách là một cái đặc tính nào hoặc một cái đặc trưng nào, đúng không ạ? Rất là khó. Đấy, khó có thể nói được xem là tính cách của người lãnh đạo thì ở một cái biểu hiện nào chung. Kurochiman, tuy nhiên ạ, chitocha từ đi gắn, tức là cái chỗ này chúng ta có định ngữ nha. Mikaji cùng thông cho kinh chấm đôi ta. Đấy, mặc dù rất là khó để nói rằng rằng là tính cách của người lãnh đạo ở cụ thể một cái điểm nào, Rồi, nhưng ạ, đúng không ạ nhỉ, vẫn bạn có những đầu tiên nào, lần đầu tiên bạn Mỹ Linh giới thầy nhé. em thấy đoạn đầu tiên là muốn trở thành nếu muốn trở thành người lãnh đạo thì sẽ phải có tính cách như thế nào? Rồi, phải có, nó phải là phải có tính cách như thế nào? Trong những người lãnh đạo có năng lực Yu nưng a ta đúng không ạ? Hữu năng có nghĩa là có năng lực. thì có một thì có những người mà có xu hướng sống nội tâm và có xu hướng sống nội tâm thích đọc sách, Đúng rồi, có những người nội hướng nội thích đọc sách. cũng có những người sống hướng ngoại. Có tài, có giỏi, giỏi ăn nói. Đâu, chú A ta cũng là thích đúng không? Thích nói chuyện. Thích nói chuyện à? À, em tưởng là chú hai nên à, chú hai nên do vậy để nói một người lãnh đạo, để nói tính cách của một người lãnh đạo rất là khó. Ừ, vì vậy rất là khó, họ rất là khó cái việc mà nói về tính cách của người lãnh đạo trong vòng một từ, đúng không ạ? Chỉ trong vòng một loại một từ thì rất là khó. Crochiman nhưng mà Nhưng mà những người lãnh đạo thì có vài điểm tương đồng, đúng rồi, lại cũng vài có điểm một tương vài đồng. những cái điểm chung mà những người lãnh đạo cũng có. Rồi, ok, thì cảm ơn đoạn số 2 bạn Huyên. Đó là nếu mà nếu mà định trở thành cái gì nhỉ? Ở giám đốc thì đầu tiên Chỉ đôi xa ở người lãnh đạo thôi, gọi là người lãnh đạo, người đứng đầu đấy, người đứng đầu, người lãnh đạo. thì đầu tiên thì sẽ cần phải lên cần có thể lên kế hoạch cho bất kỳ việc gì, và cũng phải tích cực thúc phải có thể tích cực thúc đẩy những cái việc đó. Ừ, thúc đẩy cái việc đó tích cực để được tiến hành đúng không? Để tiến hành được cái việc đó. Ok. Ý là như vậy. Người mà số cứ Người hơi mà là trầm tính thì người mà thụ động đúng không? Số cứ hơi thụ động một tí thì thì sẽ chỉ chỉ mà chỉ lên kế hoạch thôi. Còn những cái người mà chủ động ạ, thì có thể hành hoạt động hoạt người mà động tích cực mà chủ động thì cái khăn của xây hành động nó hay suy tàn à, thì có thể làm việc theo cái hành động theo kế hoạch
thì có thể làm cái kế hoạch đó, làm cái kế hoạch đã lên thành hành động đúng không? Có nghĩa là gì, biến kế hoạch thành hành động. Thêm nữa thì về cơ bản những cái người mà những cái người lãnh đạo mà thụ động thì sẽ tôi cô Sẽ làm đúng không? Sẽ làm là một cách thụ động. sẽ làm mọi người thụ động. Mình đã hiểu như thế. Một tuần sau mới làm cho mọi người trở nên thụ động đấy, số cứ chó cứ đồ màn chơi cả. Làm mọi Và người thụ mọi động. người sẽ thụ động. Còn và những cái người mà chủ động thì sẽ có thể có thể Là đều có làm những sức cái mạnh, người được chưa? Có sức mạnh có làm sức mạnh cho làm cho những cái người mọi người người khác trở nên tích cực, tích cực chủ làm động. mọi việc, đúng không? Chủ động, tích cực. Ok, thì cảm ơn số bác Vi Phú. Alo, người bạn cũng nghe thấy riêng không nhỉ? Nếu không nghe thì tiếng gì? Mình nói lại thì nghe nào. Hơn nữa. Hơn nữa đúng không? Người lãnh đạo phải là người gì? Kiểu người tươi sáng là người kiểu sáng suốt, cho nên có thể thì cả sáng suốt và gì ạ, thường trong trò guitar là kiểu khẳng định theo kiểu điều đúng ấy, tức là luôn phải hướng đến cái tốt đấy, là làm đúng kiểu như vậy, sáng suốt và làm điều đúng. Anh mì đê đúng không? Mì đê ở tuần ý thì sơ chi kéo các gọi tôi chị đi nên bố đưa mì ta. Trong tương lai thì có việc gì xảy ra hay là gì ạ? Kết quả thì có như thế nào? Chúng ta không biết. Nhưng mà người mà suy nghĩ đúng, suy nghĩ tích cực đấy thì sẽ ok, tiếp tục ạ. Cresor. Tin tưởng những cái đó và liệu ta được kê thuế mi ta đúng không, và sẽ kiểu làm theo ta được kê thuế, ta sẽ được theo, sẽ được làm theo. Rồi bạn chuẩn nhớ thầy đoạn cuối cùng. Bạn chuẩn đoạn cuối nó ở Thôi với bất cứ cái gì thì cái điều quan trọng là phải hiểu được tấm lòng của người khác. so với bất kỳ cái gì đúng không, so với nhưng nói chung là hơn hết hay là gì ạ? Quan trọng hơn cả đúng không? Của ta tốt đấy, có thể gì cả, hơn hết quan trọng hơn cả thì là cái tấm việc quan trọng nhất là cái tấm lòng mà hiểu người khác, thông cảm cho người khác, bao dung người khác. Tiếp tục. Người lãnh đạo mà có thực mà có thể Người lãnh đạo có himita, người máy lãnh đạo mà có sức sức mạnh thì có sức mạnh thì có thể thay di chuyển được cơ thể của người khác, có thể di chuyển xoay chuyển được cơ thể của người khác, nhưng nhưng mà người lãnh đạo cũng phải hiểu nhiều nhiều sự bao dung đúng không? Nhiều sự thấu hiểu thì và lại động lực tấm lòng của người khác, của đúng mọi rồi, người. lay chuyển được tấm lòng người khác.
Cái đề sơ. Vì vậy là người lãnh đạo là phải có khả năng là có tấm lòng rộng lượng mà quan tâm Người lãnh nhiều. đạo có tài đúng không thì phải có tấm lòng rộng lớn và bao dung thông cảm. Ok, 이 글의 제목을 만들어 보십시오. Mọi người hãy viết thử tiêu đề đúng không? Đề mục cho cái bài này nào, bạn Ngọc Anh viết như nào nhỉ? Em sẽ lấy câu đầu tiên luôn là cha tôi cha ca tuệ tuệ romion oton Song sen chóc. choki son choki oya hai cái ô Chị tôi thấy các trẻ ở tan song kia kỳ oai ai cả đó, đúng không? Muốn trở thành người lãnh đạo thì phải có tính cách như nào? Được. Có ai có cái tên nào khác không? Thầy đừng nghe nào. em để là chỉ tô chai xong kiosk thôi ạ. Tính cách của nhà lãnh đạo đúng không? Được ạ. Tính cách của nhà Em lãnh thấy đạo cái là từ tố chất thì là gì ạ? sau xin. Nếu mà chữ Hán ra thì là chữ từ sâu chi ạ. Tố chất của nhà lãnh đạo. Biết như thế nào ạ? Sâu chi. Đọc như nào biết như vậy. Vâng ạ. Đây là chữ Hán, chữ này sẽ là chữ tố chất. Vậy người ta đây, tính cách đúng không? Người ta đang muốn dùng nói là tính cách xong trước là cũng là được đủ rồi. Còn có ai có câu hỏi cả câu trả lời khác không? Đặt tiêu đề đây là mình đặt tiêu đề rồi đúng không? Rồi, thì cơ bản thì mình sẽ xoay quanh tính cách là chính đúng không ạ? Mình có thể là chỉ tôi trai xong trước hoặc là chỉ tôi trai cùng thông cho kinh sang kéo chỉ tôi trai thứ đề cùng thông cho kinh sang kéo những cái tính cách chung của những nhà lãnh đạo. Câu số 2 nào. Vậy muốn trở thành nhà lãnh đạo phải có tính cách như nào, bạn Ngọc Anh trả lời này nào. Câu một thì nói trước đã nhá. Ở tôi này rơi kế hoạch suy xoay có bất cứ việc nào thì cũng phải lên kế hoạch này và cho cơ cho cơ đô cho này suy xoay mình đã và phải thúc đẩy một cách tích cực và tích cực thúc đẩy tích cực xúc tiến. Câu số 2 bạn Ngọc Anh nhìn này phải có gì nhỉ? Dạ. Câu nào cũng được hay. Miễn nó có trong đỉnh thôi. Câu số 2 là muốn trở thành người lãnh đạo phải tính cách như thế nào ấy đấy, trả lời được như nào, bạn trả lời câu thứ hai như nào? Cha tôn cha ca tuệ rong nhon. Chok kuro man tunen. À no 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 no. Không. Thì phải nên cho em hỏi là đấy. Phải có tính cách như thế nào thì mỗi đoạn đấy thật ra là chính là mình trích mỗi đoạn một cái đấy ạ. Đây này, đây là u sau nó to này việc cái suy xoa đây sẽ là ý đầu tiên rồi đây này. Câu đầu tiên là ý đầu tiên, vậy thì mình sẽ xem thử đoạn tiếp theo. Nhưng cái đằng sau nó chỉ chú ý là triển khai, nó kiểu giống luận cứ người dân mình học đúng không? Đây là câu chủ đề, còn đây là các luận cứ để minh chứng câu chủ đề đó. Đây là đeo theo gọi là cách gì ạ? Diễn dịch đúng không ạ? Đoạn thứ ba nào mình sẽ lấy được cái ý nào, phải là người như nào đây? Cha tôn cha ca tuệ rong nhon Bật miêu miêu đâu, mình chỉ cần nói là phải là gì thôi. bài Vì câu cô 2 đã là câu hỏi trả lời chung mà. Phải cô. cưng trong chóc kim sarami sarami ở ya ham nita Ok. Còn đoạn số, à câu câu số 3 nào. ta ta đơn sarami ý hay hà nên mà mình đi tả Mà mì oi mì đã được cũng được đúng không? Có tấm lòng mà hiểu người khác đúng không, hoặc là mình có thể tận dụng luôn này câu này đây. Thì nó chỉ tôi chăn lên đây này. Mà mì nói cô ý hay si mì mà na mì và công bằng lấy mỗi đoạn một ý đúng không. Đoạn cuối cùng hình như người ta thật ra đoạn cuối cùng thì diễn theo kiểu tổng phân hợp là đúng nhất đúng không ạ. Câu đầu cũng đã nói một chút về ý hay nên rồi này mà câu cuối lại tổng kết lại hợp hợp lại.
Rồi, còn câu số 3 là mọi người chọn đáp án gì đây? Nếu có cả thân gọt, mọi người chọn đáp án gì? Xe Câu C là gì đấy ạ? 지도자가 적극적이면 다른 사람의 적을 적극으로 만들 수 있습니다. Ok, chính xác. C. Câu A là gì đấy ạ? Người lãnh đạo có tài thì tính cách đều giống nhau, không đúng rồi này. Tất cả tính cách đều giống nhau. Yunang an chỉ tôi cha nên thông thường là hướng ngoại, thông thường không đúng lắm đúng không? Có cả người hướng nội, người này người kia. Ví dụ có cái ông người lãnh đạo nổi tiếng mà là người hướng nội ấy nhỉ? Mình đã từng nghe mà thầy quên mất rồi. Câu D, chỉ tôi sai kê nên đối với những cái nhà lãnh đạo thì cho cực chờ kinh song song cho kỳ hệ sĩ mi mà nên gặp bố ta chúng nhau mình ta tính cách tích cực sẽ quan trọng hơn tấm lòng bao bao dung thấu cảm đúng không? Này không chính xác rồi, đáp án là C nhá. Cái lãnh đạo thì tích cực thì sẽ làm cho mọi người tích cực. Rồi, bây mọi người chuyển sang phần nghe này nào. Nghe nhé. Quả 성격 1. 알아봅시다. 1번 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 지원 씨는 차분한 편이에요? 아니요. 성격이 좀 급해서 실수할 때가 종종 있어요. 지원 씨는 차분한 편이에요? 아니요. 성격이 좀 급해서 실수할 때가 종종 있어요. 2. 유나 씨, 아침 먹고 왔어요? 아, 저는 아침 식사를 잘 안 하는 편이에요. 커피만 한잔 마셨어요. 유나 씨, 아침 먹고 왔어요? 아, 저는 아침 식사를 잘안 하는 편이에요. 커피만 한잔 마셨어요. 3. 민재 씨는 테니스 선수처럼 테니스를 잘 치는군요. 그래요? 제가 테니스를 정말 좋아해서 거의 매주 쳐요. 민재 씨는 테니스 선수처럼 테니스를 잘 치는군요. 그래요? 제가 테니스를 정말 좋아해서 거의 매주 쳐요. Mọi người biết đáp án thầy nào? Ok bạn Huyền nhé. Ok, thế thì các bạn chú ý là đề là ui đúng không? Yo cha ca cha bu nan pion ni eo. Nghe câu hỏi nhé. Yo cha ca cha bu nan pion ni eo. Cha bu nan ta là gì nhỉ? Kiểu điềm tĩnh nhỉ, điềm tĩnh.
bình thản, điềm đạm. Chào bạn Phan Nhi ạ. Anh nhớ. Anh nhớ. Cứ giờ cho nên sân có khi chung cướp thẻ. Ok, chung cướp thẻ. Ok. Có số 2 một người lẫn sai à? Giờ cho nên phụt thông à chim mới bỏ gọi ạ. Phụt thông à chim mới chai mỏ gọi ạ. Anh yêu, copyman mà cho yêu. Ừ, ồn ư, đúng không ạ? Ồn ư, ồn ư đơn. Copyman mà cho sợi ạ. Câu số 3. Mình... Nam chan은 테니스 선수예요? 아, 아니에요. 남찬은 테니스 선수처럼 테니스 선수처럼 테니스를 테니스를 좋아해요. 좋아요. 그러면 thích tennis giống như là yeah. 잘 쳐요, đúng không? Mình có thể nói là chơi giỏi tennis như là gì? À, vận động viên đúng không? Vận động viên tennis. Rồi. 1번. Nghe lại nhé. 1번. 대화를 잘 듣고 대화를 잘 내용이 듣고, 같으면 내용이 다르면 X 하십시오. X 하십시오. 1. 지원 씨는 차분한 지원 편이에요? 차분한 편이에요? 아니요. 아니요. 성격이 좀 급해서, 실수할 때가 종종 있어요. 종종 있어요. 2. 유나 씨. 아침 먹고 왔어요? 아침 먹고 왔어요? 아, 저는 아침 식사를 잘 안 하는 편이에요. 커피만 한 잔 마셨어요. 3. 민재 씨는 테니스 선수처럼 테니스를 잘 치는군요. 그래요? 제가 테니스를 정말 좋아해서 거의 매주 쳐요. 거의 매주 쳐요. 오케이. 저는 이거 어디래요? 종종 어디래? 종종 là mình hiểu là chính là bằng sắp xỉ bằng với cả khắc cơm hay là gì ạ, tetero, thỉnh thoảng, đôi khi ạ. Trông thỉnh thoảng, đôi khi. Câu thứ 3 này, chúng ta chúa sao? Khói mấy chút trời ạ. Khói là? Hầu như. Rồi, 2번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 지훈 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저도 언니랑 성격이 많이 달라요. 지훈 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저도 언니랑 성격이 많이 달라요. 2. 새 하숙집은 어때요? 또 thầy thử hỏi nha. Thầy hỏi gần tí nữa mọi người biết đáp án sau cả 6 câu cũng được nha. 지훈 씨는 형을 닮았어요? 남찬은 형을 닮았어요? 네. 무아 씨 닮아요? 뭐가 닮아요? 외모 닮아요. 외모는 비슷해요. 그렇지만 성격은요? 성격은 달라요. 성격은 달라요. 남자는요? 남자는 적극적입니다. 적극적입니다. 남자의 형은? 남자의 형은 소극적입니다. 소극적입니다. 네. 소극적입니다. 네. 오케이. 준사 중에서 소화하네. 2.
새 하숙집은 어때요? 하숙집은 어때요? 주인 아주머니가 어머니처럼 잘해주셔서 편하고 좋아요. 다행이군요. 음식도 맛있어요? 네. 요리사처럼 다양한 요리도 잘 하셔서 맛있게 잘 먹고 있어요. 새 하숙집은 어때요? 주인 아주머니가 어머니처럼 잘해주셔서 편하고 좋아요. 다행이군요. 음식도 맛있어요? 네. 요리사처럼 다양한 요리도 잘 하셔서 맛있게 잘 먹고 있어요. 3. 소영. 남자가 남자가 어디에 사는 것 같아요? 살고 있는 것 같아요? 하숙집에 살고 있어요. 하숙집. 오케이. 하숙집. 하숙집 아주머니가 음식을 잘 만들어요? 잘해요? 네. 잘해요? 누구처럼 잘해요? 엄마처럼. 아? 어머니처럼. 어머니처럼 그래요? 어머니처럼 음식을 잘해요. 누구처럼 음식을 잘해요? 엄마? 요리사. 요리사지. 요리사. 개인이라 소바냐? 먹고 있어요. 먹고 있어요. 3. 서영 씨. 어떤 남자를 만나고 싶어요? 어떤 남자를 만나고 싶어요? 저는 이해심 많고 따뜻한 사람이 좋아요. 활발하고 사교적인 사람은 어때요? 활발하거나 내성적이거나 다 괜찮아요. 서영 씨, 어떤 남자를 만나고 싶어요? 저는 이해심 많고 따뜻한 사람이 좋아요. 활발하고 사교적인 사람은 어때요? 활발하거나 내성적이거나 다 괜찮아요. 여자가 어떤 남자를 만나고 싶어요? 어떤 남자를 좋아해요? 따뜻한 사람 그리고 이해심이 많이 사람 맞는 사람. 많은 사람. 오케이. 그 외에 활발하고 내성적인 사람도 괜찮아. một người vừa hoạt bát vừa hướng nội à? Nghe này này. 활발해도, 너무 활발해도 괜찮아요. 내성적이어도 괜찮아요. 네. 오케이. Mọi người biết đáp án ở đây nào? Đó, anh em thì có vẻ cũng nghe được rồi. Bây giờ chỉ số đáp án xem là đang như nào nhỉ? Có thể biết đơn giản nhé. Biết đơn giản là hai cái từ lại cách là hai cái là được nhé. Mình phải kể ra là nè. 틀면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 네, 1. 지훈 씨는 형과 닮았어요. 형과 닮았어요. 형과 닮았어요. 외모가 뭐냐? 외모. 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 성격이 많이 달라요. 하니요. 근데 하니요. 새 하숙집 새라디데. 뭐야? 뭘?
새내기 이런 건 뭐예요? 주인 아주머니가 어머니처럼 잘해주셔서 이런 건 뜻라 바 주래 이 말이야 잘해주셔서 이거 해야 돼 잘 챙겨주셔서 참석도 이제 làm mọi việc tốt cho như là người mẹ nên là Pionago thoải mái và rất là thích. Thank you, 음식도 맛있어요. 네, 요리사처럼 다양한 요리도 잘하셔서 맛있게 잘 먹고 있어요. 양 ăn rất là ngon, đúng không? Đang được ăn đồ ăn rất ngon. Và câu 3 thì ạ, không phải là nói về bạn trai của người phụ nữ đúng không? Mà đang chỉ là nói về gì đây? Nói về cái người mà cô ấy thích đúng không? Hay gọi là hình mẫu lý tưởng đấy. Từ hình mẫu lý tưởng là gì nhỉ? Hình mẫu lý tưởng là gì? Sang nhau. Sang nhau ạ. Thầy vừa viết vào phần bình luận đấy. Thì sang nhau. Hình mẫu lý tưởng. Tôi thì thích người thì ạ, bao dung và ấm áp này. Thế còn thì ạ, hoạt bát cả hoạt. Thế còn người, đúng không? Người mà hoạt bát và quảng giao thì sao? Chỗ này mình người ta đang dùng hai lần có nam, mình sẽ hiểu chỗ này là kiểu dù là tính cách này hay dù là tính cách kia nhá, hoặc là tính cách này hoặc là tính cách kia thì cũng không sao. Dù là gì hoạt bát hay là hướng nội thì tha khiến cha này thì tất cả đều ổn đều được. Rồi. Mình nghe lại nhá. 윤 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저도 언니랑 성격이 많이 달라요. 2. 새해 하숙집은 어때요? 주인 아주머니가 어머니처럼 잘해주셔서 편하고 좋아요. 다행이군요. 음식도 맛있어요? 네, 요리사처럼 다양한 요리도 잘 하셔서 맛있게 잘 먹고 있어요. 3. 서영 씨, 어떤 남자를 만나고 싶어요? 저는 이해심 많고 따뜻한 사람이 좋아요. 활발하고 사교적인 사람은 어때요? 활발하거나 내성적이거나 다 괜찮아요. 3번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 지훈 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저는 명랑하고 친구들과 어울리는 것도 좋아하지만 형은 그렇지 않은 편이에요. 저는 지훈 씨처럼 활발한 성격이 더 좋은데요? 고마워요. 그런데 저는 실수를 잘하는데 제 형은 차분해서 실수를 잘 안 하는 편이에요. 책임감도 강하고요. 가끔 형이 부러워요. 저도 언니랑 성격이 많이 다르지만 각각 장점이 있는 것 같아요. 지훈 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저는 명랑하고 친구들과 어울리는 것도 좋아하지만 형은 그렇지 않은 편이에요. 저는 지훈 씨처럼 활발한 성격이 더 좋은데요? 고마워요. 그런데 저는 실수를 잘하는데 제 형은 차분해서 실수를 잘 안 하는 편이에요. 책임감도 강하고요. 가끔 형이 부러워요. 저도 언니랑 성격이 많이 다르지만 각각 장점이 있는 것 같아요. 왜 나만 아냐? 네, 맞아요. 맞아요. Tất cả những cái đúng ngữ thoại này. Và chọn tất cả những điều giải thích đúng về tính cách của giải thích đúng về địa bạn nam. Ok, đáp án nhỉ?
Đây có bạn Huyên là câu 1 rồi đúng không? Mọi người viết đáp án câu 1 nào. Còn câu số 2 thì sao nhỉ? Câu số 1 này. Nam sân ơn hôm qua phí dứt hai cây xanh ghi tà. À xanh ghi tà. Chỗ này mình sẽ hiểu nhá. Xanh ghi tà bình thường là xảy ra đúng không? Xảy ra hay là có. Đấy. Nảy sinh xuất hiện các thứ đấy. Nhưng chỗ này mình sẽ hiểu nó là kiểu thể hiện về ngoại hình. Phí dứt hai cây xanh ghi tà có nghĩa là gì ạ? À, vẻ ngoài giống, để dạng xanh guitar nó có thể hiện là vẻ ngoài, ví dụ một trái xanh guitar chính là gì, đẹp trai, một xanh guitar là không đẹp đúng không? Nam cho nên hôm qua phí xuất ra cái xanh guitar có nghĩa là gì ạ? Bạn nam thì bạn ấy giống anh, sẽ có vẻ ngoài giống anh, nhìn giống anh, vậy có ai có vẻ đúng không nhỉ? Có đúng không? Sau hội thoại người ta còn nói đến không? Có ừ, có đúng không ạ? Hôm qua thầy mát giỏi đó. Hình như lấy giống ở câu trên đấy đúng không? Về mô khí rất thể ở. Ok. Song Gyeok thì có vẻ như cũng giống như cái bài vừa nãy mình nghe, nó chỉ lặp lại thôi này. Nam cha nên Song Gyeok kia thế ở. Chắc cứ chắc gì ạ? Anh em số cứ chắc gì ạ? Ở số cứ chắc kỳ, số cứ chắc kỳ. Thế đó, nam chân nên. Nam chân nên số cứ chắc kỳ ạ. Nè. Nam chân nên số cứ chắc kỳ. Số cứ chắc kỳ ạ. Mua sư chó ạ. Nam chả. Hoa bà ra, hoa bà ra nên sẽ làm. Hoa bà ra nên sẽ làm gì ạ? Hoa bà ra, nó hoa bà ra sẽ làm gì ạ? À, 친구들과 만나는 거 좋아해요? 친구들과 어울리는 거 좋아해요? 뭐 tức là bạn nam thì bạn ấy là tính cách rất là tích cực đúng không? Và thích những cái việc gì như việc gặp gỡ các bạn bè, thích việc hòa hợp với bạn bè. 여자는 어떤 성격을 좋아해요? 어떤 성격이 더 좋아요? 활발한 사람을 더 좋아해요. 남자처럼 활발한 사람. 남자처럼 활발한 사람, 남자처럼 적극적인 사람. 나 주일날에 막 응애 được như vậy thôi. Đúng không? Câu số 2 là mình chọn ra là gì nhỉ? 남자는 형보다 적극적인 편입니다. Qua với câu B nhân đối với nhau rồi, vậy thì đáp án là đáp án chọn một trong hai rồi đúng không? Hình như đáp án B. Bạn nam này rất là quảng giao. Nam cho nên 차분하고 điềm đạm và việc trách nhiệm lớn hay là gì? 신수를 잘하는 편이에요. Nam cho nên 차분한 편이에요. 아니면 신수를 잘하는 편이에요. Câu C của đây con là đúng. Mình nhìn đáp án này này. 3번. Đáp án sẽ là A, B, C và B, D. Chị Hun thì có giống anh không đúng không ạ? Có, ngoại hình thì giống đấy. Nhưng mà gì ạ? Tích cực, tiêu cực, thụ động này. 저는 명랑하고. Tôi thì rất là luôn kiểu vui vẻ, hấn hở. Luôn sáng sủa. Và thích cái việc gì ạ? Gặp cái hòa hợp, hòa đồng với cả bạn bè. Nhưng mà anh tôi thì lại không như vậy. 저는 지우 씨처럼 활발한 성격이 더 좋은. 저는 지우 씨처럼 활발한 성격이 더 좋은데요. 어, 아, tôi thì thấy tính cách như chị Hun thì tốt tốt hơn chứ. Tôi thì thích tính cách của như chị Hun hơn đúng không?
고마워요. 그런데 저는 신술을 잘하는데 제 형은 차원에서 신술을 잘하는 편이에요. Tôi thì tức là hay mắc lỗi, còn anh tôi thì vì điềm đạm nên không như vậy. Trách nhiệm cao tốt, khá là của và lại còn tinh thần trách nhiệm cao nữa. Khắc cơm h형이 부러워요. Thỉnh thoảng đúng không ạ? Thì ghen tị với anh. Đây câu đây này, nam trai h형은 남자의 성격을 부러워합니다. Anh của bạn nam thì ghen tị về tính cách của bạn nam, không đúng đúng không ạ? Phải là đảo ngược lại. Bạn nam thỉnh thoảng ghen tị về tính cách của anh. Câu tiếp theo ạ. 저도 언니랑 성격이 많이 다르지만 각각 장점이 있는 것 같아요. Tôi thì tính cách cũng rất là khác với chị. Nhưng mà các ở đây mình có thể hiểu các là từng hay là riêng. Từng riêng. Thì trong trường hợp này mình sẽ hiểu là các chỉ là mỗi người. Mỗi người lại có những điểm mạnh riêng. Đúng không? Hyang y phù ta. Ghen tị với anh này có đây là địa. Hyang y phù ta. Ghen tị với anh vì đây là ngôi thứ ba mình phải chuyển sang dùng ao ha ta nhá. Ngữ pháp của bài 8 đấy. Chắc nó sẽ học. Để nó nghe lại này. 대화를 잘 듣고 대화를 잘 질문에 듣고 답하십시오. 질문에 답. 지훈 씨는 형과 닮았어요? 네, 외모는 비슷해요. 그렇지만 저는 적극적이고 형은 좀 소극적인 편이에요. 그렇군요. 저는 명랑하고 친구들과 어울리는 것도 좋아하지만 형은 그렇지 않은 편이에요. 저는 지훈 씨처럼 활발한 성격이 더 좋은데요? 고마워요. 그런데 저는 실수를 잘하는데 제 형은 차분해서 실수를 잘안 하는 편이에요. 책임감도 강하고요. 가끔 형이 부러워요. 저도 언니랑 성격이 많이 다르지만 각각 장점이 있는 것 같아요. 4번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 어제 방 친구와 좀 다퉜어요. 왜요? 어제 피곤해서 일찍 자려고 했어요. 그런데 방 친구가 늦게까지 시끄럽게 전화를 해서 잘수 없었어요. 그래서 제가 좀 화를 냈어요. 그 친구가 사과도 안 했어요? 사과는 했는데 내가 사과를 안 받았어요. 사실 내가 화를 잘안 내는 편인데 어제는 참을 수가 없었어요. 그렇군요. 그래도 그 친구가 자주 그런 것은 아니니까 수진 씨가 한번 이해해 주는 게 어때요? 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 어제 방 친구와 좀 다퉜어요. 왜요? 어제 피곤해서 일찍 자려고 했어요. 그런데 방 친구가 늦게까지 시끄럽게 전화를 해서 잘수 없었어요. 그래서 제가 좀 화를 냈어요. 그 친구가 사과도 안 했어요? 사과는 했는데 내가 사과를 안 받았어요. 사실 내가 화를 잘안 내는 편인데 어제는 참을 수가 없었어요. 그렇군요. 그래도 그 친구가 자주 그런 것은 아니니까 수진 씨가 한번 이해해 주는 게 어때요? 여기 왜 이렇게 안 하는 거냐? 여자는 보통 화를 말 3 câu đúng không? Tôi sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Có vẻ như ta vẫn chưa trả lời hết à đúng không? Tôi nghe lại một lần nữa. Ai làm được rồi thì cứ cứ bình luận nhé. Nghe lại thử xem nghe lần thứ ba có khác gì với 2 lần trước không? Bạn nữ đúng không? Thì tại sao lại nổi giận với bạn cùng phòng này?
Nghe thông tin này là cũng đã đoán được là gì rồi này. Và bạn nam thì khuyên bạn nữ gì? 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 어제 방 친구와 좀 다퉜어요. 왜요? 어제 피곤해서 일찍 자려고 했어요. 그런데 방 친구가 늦게까지 시끄럽게 전화를 해서 잘 수 없었어요. 그래서 제가 좀 화를 냈어요. 그 친구가 사과도 안 했어요? 사과는 했는데 내가 사과를 안 받았어요. 사실 내가 화를 잘 안 내는 편인데 어제는 참을 수가 없었어요. 그렇군요. 그래도 그 친구가 자주 그런 것은 아니니까 수진 씨가 한번 이해해 주는 게 어때요? 무슨 일? 무슨 일? 무슨 일이 있어요? 여자가 지금 어때요? 얼굴이 어때요? 얼굴이 안 좋아요. 안 좋아요. 안 좋아 보여요. 오케이. 왜요? 어제 인식하고 인지하고 싶어요. 인지하고 싶었어요. 하지만 친구 방 친구 때문에 인식 안 찾았어요. 인식 앉아서 인식 잘 수 없었어요. 너무 많은 문 못 써냐? 위안 공포로 텐데 못 써. 왜요? 친구 뭐 했어요? 친구가 뭐 했어요? 시끄럽게 전화했어요. 시끄럽게 전화를 해서 했어요. 그래서 잘 수 없었어요. 오케이. 화를 냈어요? 네, 화가 잘 냈어요. 화를냐 화를 내다 화를냐 을을 내다 을을 내다 여자는 여자가 화를 잘 내는 편이에요. 잘 내는 편이에요. 잘 내는 편이에요. 역시나 그 câu đầu tiên đấy, câu đầu tiên mọi người chọn được là đúng hay sai đấy. 화를 잘 내는 편이에요. 뭐 nữ có phải là cái người thường xuyên mà hay nổi cáu? 아니요. 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 잘 안 해요. 너무 잘 안 해요. 오케이. 친구가 사과했어요? 네. 사과 사과 사과했어요. 오케이. 여자가 받았어요? 네, 안 받았어요. 오케이, 안 받았어요. 그럼 bạn nam vậy mình có thể trả được gần hết các ý rồi đấy ạ. Câu 1, 2 rồi đúng không? Để cho cái sao này. Câu 1 thì như sai đúng không? Không phải đối tượng hay tức giận này. Câu 2 như cũng sai đúng không? Không phải là chưa xin lỗi. Và câu 3 là gì ạ? Bạn nữ thì ngày hôm qua đã ngủ sớm. Câu này cũng gì? Sai luôn. Sai. Câu 2 mình cũng nghe rồi đúng không ạ? Đó là do chó nào đi xó. Vậy thì là gì ạ? Chó nào đi xó, thông qua đi xó. Tại vì đã nói chuyện điện thoại. Đó, số 3 bạn nam sẽ khuyên cái gì nhỉ? 얼마 동안 방 친구와 이야기를 하지 마세요. Hãy gì ạ? Trong, hãy chọn 얼마 동안 gọi là gì ạ? Đừng nói chuyện với bạn, đúng không? Đừng nói chuyện với nó trong một khoảng thời gian đi. Nè, câu này có vẻ không đúng rồi này. 방 친구의 사과를 먼저 받고 화해하세요. Trước tiên thì hãy nhận lời xin lỗi của bạn cùng phòng rồi 화해하다 là gì nhỉ? Chữ Hán đấy ạ, 화해 là hòa giải. Rồi hòa giải rồi giảng hòa với bạn đi. Câu C, 방 친구처럼 똑같이 해보세요.
Hãy lại làm lại y hệt với nó. Chắc là không phải câu C rồi đúng không? 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 잘 수 없었어요. 잘 수 없었어요. 어제 피곤해서 답하십시오. 무슨 일 있어요? 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 어제 잘 듣고 요? 잘 듣고 답하십시오. 답하십시오. 그럼 언니 làm mọi người đây rồi. Tattoo다. Tattoo다 đây chính là gì ạ? Cãi nhau. Cãi nhau, cãi vã. Có thêm một từ nữa là sau tà nhé. Về mọi người xem hai từ này có gì khác nhau không? Sau tà. Tam căng. Thầy đọc cái sau tà nó cũng dễ khác rồi đúng không? Khác với cả xa xa. Sau tà. Với cả sau tà. Thôi ơ. Ở trên Pione So ngày hôm qua rất là mệt và muốn ngủ sớm. Nhưng mà gì ạ? Bạn cùng phòng thì gọi điện thoại âm mỹ đến đêm. Nên đã không thể ngủ được. Vì vậy tức giận này, bạn có xin lỗi chưa? Xin lỗi nhưng mà gì? Tôi không nhận lời xin lỗi. Sashin thật ra đúng không ạ? Sashin này thật ra. Sashin thật ra. 내가 화를 잘 안 내는 편인데 어제는 참을 수가 없었어요. Nhưng mà hôm qua thì không thể chịu đựng được nổi nữa rồi đúng không? 참을 수가 없어요. 그렇군요. 그래도 그 친구가 자주 그런 것은 아니니까. 그래도, 그래도 비디가 되냐. 그렇다. 그럼 왜 아웃도래? 그래도 이렇게 돼. 누누바이. 영화. 누누바이 thì 그 친구가 không phải, cũng không phải là gì ạ. Cái bạn đó thường xuyên làm vậy. Nên là gì? 수지 씨가 한 번 해주는 게 어때요? Thì Subin hiểu cho bạn ấy một lần thì sao đúng không? Subin hãy hiểu cho bạn ấy một lần đi. À, người ta thích đổi sang câu hỏi để hiểu giảm nhẹ cái tính mệnh lệnh đi. Bạn hiểu yeah cho nên cái otte otte đó. Thôi mình sẽ nghe lại bài này một lần nữa nhá. Pio. Pio. 무슨 일 있어요? 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 사실은 어제 방 친구와 좀 다퉜어요. 왜요? 어제 피곤해서 일찍 자려고 했어요. 그런데 방 친구가 늦게까지 시끄럽게 전화를 해서 잘 수 없었어요. 그래서 제가 좀 화를 냈어요. 그 친구가 사과도 안 했어요? 사과는 했는데 내가 사과를 안 받았어요. 사실 내가 화를 잘 안 내는 편인데 어제는 참을 수가 없었어요. 그렇군요. 그래도 그 친구가 자주 그런 것은 아니니까 수진 씨가 한번 이해해 주는 게 어때요? 2. 들어봅시다. 2번. Ok ạ, đoạn sau thì chúng ta buổi sau sẽ nghe nhé. Bây giờ lớp mình chuyển sang ngữ pháp bài 8 cho thầy nào. Bài 8 về nhà, ở nhà mọi người đã xem trước hết chưa? Ok. Vậy thì mình đến với các bài 8 luôn này. Các bài 8 này sẽ hơi nhiều ngữ pháp một tí. Và sẽ có những cái giải thích mà kiểu nó sẽ có những ngữ pháp mình không phải kiểu ăn sổi được luôn đúng không ạ? Mình sẽ từ từ đọc nhiều rồi mình ngấm nhá. Nên không có gì khó khăn với cái bài 8 này cả. Shinsu. Bài 8 chủ đề là Shinsu có nghĩa là sai lỗi. Kiểu lỗi lầm, lỗi sai đúng không? Mắc lỗi. Và như vậy đó chính là từ Shinsu của chúng ta. Mọi người nhìn sang thầy phần slide này. Câu bắt đầu tiên mình học đó là nên parame. Thì đây nó thuộc vào dòng cấu trúc nguyên nhân kết quả. Đúng không? Nguyên nhân kết quả. Đây là lời biện minh. Là vì một lý do khách quan nào đó nên dẫn đến cái kết quả tiêu cực. Ngữ pháp này đấy,
Nói chung là nó là khác nhau rất nhiều những pháp nguyên nhân kết quả đúng không? Nhưng nó chủ yếu là khác nhau về sắc thái. Sắc thái nhá. Cái này ta thấy nó chỉ đi với động từ này. Đúng không? Thì mình hiểu nó thì phải do một cái hành động gì đó. Đúng không? Chứ không dùng được tính từ. Nó muốn hành động, một cái hành động khách quan mà dẫn tới kết quả tiêu cực nhá. Để đọc thêm xem nó khác gì với cả những cái cấu trúc nguyên nhân kết quả mình đã từng học như Aso, Nika, Kitemune. Dạ. Mình ở đây mình sẽ nhận biết ngữ pháp chủ yếu. Ví dụ, 비가 오는 바람에 옷이 다 젖었어요. Chẳng qua đúng không? Tại vì trời mưa hoặc là gì ạ? Tại do trời mưa. Đổ lỗi đúng không? Cái này là kiểu hay hay dùng cho kiểu đổ lỗi đấy. Đổ lỗi biện minh. Do trời mưa nên 옷이 다 젖었어요. Nên quần áo ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Để thêm một cái này xem lại. Rồi mọi người thấy lại màn hình rồi đúng không? À, vâng. Ok. Thì câu nên parame oxita tại vì trời mưa nên là gì quần áo đã ướt hết rồi. Câu số 2 này chiết chơi chạy một tha nên parame nửa chất sợi tại vì lên nhầm tàu điện ngầm đúng không ạ? Lên nhầm tàu điện ngầm nên là đã bị muộn. Có tiếp theo bạn bạn nào nhỉ, bạn Mỹ Linh ở thầy nào. Em đang hỏi là bởi vì vì quên mang ví tiền nên là phải quay nên là phải đến trường một lần nữa. Đấy không? Vậy thì quên mang ví tiền đúng không? Tức là cái đây là nộp khô ổ tà, nộp tà là đặt đúng không? Tức là tại vì để cái ví ở đâu đó nên là liệu phải quay lại trường lấy. Vậy chúng ta là đặt đặt cái này ở đâu? Quên ở trường. Đúng rồi, HQE đúng không? HQE chỉ có nộp khô nên phải đam mê. Nên là gì đã phải quay lại trường nhá. Ok, bạn Huyên để thấy câu tiếp theo. Thôi câu này thôi để thấy câu này nhá. Nhiều từ mới đúng không? Ketterin parame. Tại vì gì ạ? Ketterita làm vỡ. Tại vì làm vỡ cái thosaki là đồ gốm. Oretreta là kiểu lâu đời, lâu năm hay là gì là đồ gốm cổ. Nên là phumonim ke honnasoyo. Ke honnata e ke hante honnata. Có nghĩa là gì ạ? Bị ai mắng đấy. Đúng không? Bị ai mắng. Phumonim ke honnasoyo đã bị bố mẹ mắng. Tiếp tục này. Thì rơi mà nên có tiếp theo bạn Huyên nào. À, vâng. À, vì là bị mắc mưa nên là bạn bị cảm cúm ạ. Rồi, phía đây mặt ta là kiểu dính mưa đấy, đúng không? Dính mưa nên là đã mắc cảm. Câu cuối cùng bạn Phú thế này nào.
Rồi. Và sẽ cắm bắt cho nên bà mê, tại vì đã ngủ quên khói mất. Nên là đi chung dòng ca chi đến điểm cuối cùng ạ. Nhưng khát tao và sờ này sẽ mang ý là gì đây? Khát tao và sờ. Tức là bây giờ thời điểm này là bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Bạn ấy còn đang ở điểm cuối cùng này không? Hay là bạn ấy đang về rồi? Hay là bạn ấy đã về rồi? Bạn ấy về rồi ạ. Về rồi đúng không? Khát tao và đã đi rồi đã về. Tức là gì ạ? Tại vì ngủ quên xe buýt. Nên là gì ạ? À, tôi đã phải đi đến điểm cuối. Và bây giờ tôi mới wassail đúng không? Bây giờ tôi mới về đến đây này. Mới đang nói chuyện với bạn này. Đúng không ạ? Chắc là đang than phiền. Tôi như kiểu có thể hiểu là tình huống đang nói chuyện với mẹ chẳng hạn. Mẹ bảo tại sao về muộn đúng không? Con tại vì con phải đi đến điểm cuối. Nên là bây giờ con mới về đến đây. Mình sẽ hiểu như vậy nha. Kataka wassail. Đúng không? Không lại không hiểu kata và tà đây mà ý nghĩa là gì? Sao không chỉ có một là chúng trong kachi kassail thôi. Rồi. Tiếp theo nên chúng ý ta rất dễ đúng không ạ? Mình hiểu là đang trong quá trình làm gì đó thôi. Với danh từ thì mình đã dùng chúng ý ta, động từ mình dùng thêm, định ngữ thì hiện tại nên chúng ý ta thể hiện rằng đang trong quá trình làm gì. Tuy nhiên, với một số những cái động từ mà thể hiện cái kiểu sinh sống tồn tại như này, sai tà thì mình sẽ ít và không sử dụng. Có khi là không luôn, không sử dụng cái ngữ pháp này nhé. Ví dụ, mình sẽ không nói là nên hăn cô kê, sao nên chung hiểu. Mà mình sẽ nói là gì? Saeko isseo. Tôi đang sống ở Hàn Quốc. Và nếu ở giữa câu thì mình sẽ dùng gì? Chúng nghe. Trong khi làm cái điều gì đó thì như thế nào thì làm cái gì? Đấy. Câu số 1 này. 대학 진학을 위해 적성에 맞는 전공을 생각하는 중이에요. Tôi thì đấy ạ. Tôi đang suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ về chuyên ngành chọc xong nghe mặt tà phù hợp với sở trường. Được chưa? Để học lên cao học. Chính nắc là tiến học, tức là học lên. À, học lên đại học chứ đúng không? Thế học. Học lên đại học. Thế học quân chính nắc. Thế học chính nắc. Học lên đại học ạ. Câu tiếp theo, 연말이라 어려운 사람들을 위한 기부금을 모으는 중입니다. Tại vì đang là dịp gì ạ? Cuối năm. 연말, 연 này chính là chữ năm này. Mày là cuối này. Đúng không? Cuối tuần là? 주말. 주말, đúng không? 주말. Cuối tháng? Cuối tháng? 월말. 월말. Đúng không? 월말. Nhá. Tại vì đang là dịp cuối tháng, à cuối năm, nên là gì? Tôi đang quyên góp khí bu cơm, khí bu a tà, quyên góp. Cơm là tiền đúng không ạ? Nên là đang tích góp tiền, quyên góp, hay mình có thể gì? Cả cụm này là quyên góp tiền. Đang quyên góp tiền dành cho những người khó khăn. Câu thứ ba, bạn Ngọc Anh thì có thể nào? Đang trong quá trình đi lên xe buýt cho nên là có vẻ là sẽ hơi trễ một chút. Có vẻ là trong quá trình đó. Chỗ này bay đi đi lên đúng không? Ta có thể hiểu nhân tên nó là kiểu đấy. Mình ít khi dịch là kiểu nguyên nhân kết quả là vì nên lắm. Có những trong tiếng Việt thì cũng có thể dịch là thuận miệng như thế cho nó thuận miệng. Nhưng mà mình sẽ hiểu bản chất đúng không ạ? Nó không phải là nguyên nhân kết quả. Mình có thể dịch là tôi đang, không phải đang trong quá trình lên xe buýt mà là gì? Tôi đang đi xe buýt rồi chứ đúng không? Tôi đang đi xe buýt. Thì nên là gì ạ? Có lẽ sẽ hơi muộn một chút. Đấy, hoặc mình có thể hiểu đấy. Mình hiểu nhé, người ta đang đưa ra bối cảnh. Và nhận xét đằng sau là gì ạ? Có lẽ là gì sẽ tới muộn một chút đấy. Chôn lấy chưa gắt thái á. Câu tiếp theo bạn Ngọc Huyền có nói được chưa nhỉ? Được rồi nè ạ. Ừ, thì các thầy nào? Các cô, à các thầy là đóng hoa phù nên chúng nghe yêu tê tròn hoa cư xèo. Trong lúc bộ phim đang chiếu thì hãy tắt điện thoại ạ. Chúng đang xem phim đúng không? Thì hãy tắt điện thoại.
À, ngoài ra nhé, đấy cái danh từ này mình thấy danh từ đi với chung nghĩa này ví dụ, nhưng mà nó chỉ đi với một số những danh từ thôi ạ, một số những danh từ đặc thù thôi, ví dụ su hấp chung trong tiết học, không hoa chung là đang nói chuyện điện thoại, cùng xa chung, cùng xa là gì, đang thi công ạ, đang nghỉ ngơi, im xin chung là đang gì nhỉ, im xin chung năm mang thai đúng không ạ? Ngày xưa mình có học cái bài đọc của sơ cấp 2 đấy, im shin vu nhậm thần phụ đấy, tản phụ người đang mang thai đấy ạ. Kiểu sư kim kê so chỉ cầm hơi chung y xin nghỉ đó, giáo sư thì bây giờ đang học. Rồi sang ngữ pháp tiếp theo, động từ cộng với thô rốt khoa tà, hôm nay chủ yếu ta đi với động từ nhỉ. Rokhata đây mình cũng sẽ hiểu theo hai ý nghĩa nhé. Một, nó là gì ạ? Diễn tả sự cố gắng làm gì thì nó sẽ đi với cả hai loại câu. Thật ra thì mình hiểu cố gắng làm gì thôi. Cố gắng có ý chí làm gì. Thì nếu đi với kết sum nì tà đúng không? Đi với những cái như kiểu kết sum nì tà hay là ưu kèo, thì mình sẽ hiểu đó là gì, thể hiện ý chí quyết tâm của bản thân. Chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất. Chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất, thể hiện quyết tâm của bản thân sẽ làm gì. Nhưng đi về các cấu trúc chỉ mệnh lệnh này thì mình sẽ hiểu là gì ạ? Người ta đang muốn đề nghị ngôi thứ hai là gì? Hãy cố gắng làm gì? Hãy cố gắng làm gì? Vì vậy cái ý nghĩa của ngữ pháp này thì nó lại thiên về gì ạ? Thiên về do cái ngữ pháp kết câu quyết định. Nhá, nếu ngôi thứ nhất mình thấy ở gì ạ? À, người nói đang thể hiện sự quyết tâm là cố gắng làm gì. Còn ngôi thứ hai sẽ là gì? Diễn tả rằng ra lệnh hãy cố gắng làm gì. Ví dụ, 다음부터는 약속을 꼭 지키도록 하세요. Từ lần sau thì hãy cố gắng giữ lời hẹn, đúng không? Giữ lời hẹn. Câu thứ hai, mình liên lạc thế nào? Em nghe thấy câu số 2 là vì là lời hẹn quan trọng. Vì là cuộc hẹn quan. Vì là cuộc hẹn quan trọng nên không được quên ạ. Ừ, nên là cố gắng đừng quên. Cố gắng đừng quên. Rồi câu số 3, anh Huyên. Câu số 3, con đang nghe anh Chô Nhi Ca Thắng Bê Rinh cân thu rút hai sự làm để vì không tốt cho sức khỏe nên là hãy tầm bề cân thu rút là hãy cố tầm gắng cân là gì nhỉ? Kiểu cân là ngắt gừng đúng không, tầm bề cân là gì, cai thuốc đúng không ạ, cai thuốc là cai thuốc ngừng và hút thuốc. Okay. Rồi câu tiếp theo này, hôm nay chủ xin sắp đưa rơi khổng thu hoa của thả xì ở đó thử lý tố rốt khá ghét xin nghỉ đó. Tôi sẽ kiểm tra đúng không ạ, đây thể hiện ý chí này của bản thân này, tôi sẽ kiểm tra kiểm định xem xét kỹ lại cái tài liệu mà hôm nay chủ xin mà anh đúng không đã gửi rồi, thả xì ở đó thử lý tố rốt khá ghét xin nghỉ đó, rồi sẽ cố gắng gửi lại, chắc cố gắng liên lạc lại ấy. Hoặc chỗ này không cần gì chứ cố gắng nữa nhá, mình có hiểu là điện, kiểu quyết tâm cố gắng đấy, và sẽ liên lạc lại thế là xong. Ngoài ra mình sẽ hiểu về ý thứ hai, nó có thể là cho phép hoặc sai khiến, cho phép hoặc sai khiến. Thì lúc này mình cứ có thể hiểu thủ đốc này giống một cái gì mà mình đã từng học nhỉ, thủ đốc khoa tà giống cái gì cũng kiểu sai khiến đã từng học ấy. Là gì nhỉ? Ok, đúng không? Mình có thể quay lại cái là ngay những cái vụ sai khiến này. Okay. Nên ta đi cái các cô ship phân xong mua đây của đất rốt hết xài. Đây mình đã hiểu ế kê này. Trong câu này nhé, sau khi đọc xong thì Nụ cu xong mua đây của lại. Nụ ca xong rồi quỷ lại á.
여러분, 잘 배공이 다 어디 있던데요? trong câu này thì sẽ nói là ai là người chọn quà nhỉ? Con gái. Ừ, chính là tay ấy thì đúng không? Con gái chính là người chọn. Và bây giờ gì ạ? Tôi bảo nó chọn quà, tôi bắt nó chọn quà, cho phép nó chọn quà thì mình sẽ hiểu nó chính là những cái dòng câu sai khiến, gây khiến này nhá. Gây khiến, sai khiến. Câu này nghĩa là gì ạ? Tôi thì gì ạ? Đã cho, đấy, tôi đã cho con gái chọn món quà mà katkushita mà mình muốn, muốn có. Đúng không ạ? Kachita đấy, katta chính là kachita. Mình đã hiểu bản chất chính là câu chủ động của nó chính là gì? Tai ai ka. Katko shippun samurai kolai ạ? Kolasai ạ? Đúng không? Còn câu đây là câu sai khiến là gì? Câu cho phép. Tôi đúng không ạ? Cho con gái chọn quà. Hay như câu thứ hai. 누나는 우리에게 밥 먹기 전에는 손을 씻도록 했어요. 누가 손을 씻어요? 누가 손을 씻어요? 응? 누가 손을 씻어요? 우리. 우리. 우리가. 뭐야? 왜 완전히 뒤야? 또 좀 더 지난 những người rửa tay. Câu này mình sẽ hiểu là gì ạ? Chị gái đã bắt chúng tôi rửa tay trước khi ăn cơm. Mình sẽ nhớ nhá, nhớ kiểu từ eke này xong rồi gì ạ? Rokhata. Dòng gây khiến nhá, sai khiến ai nhá. Xem kỹ lại phần keata nhá. Ok. Chuyển sang phần tiếp theo này. Câu tiếp theo đó là ân nên ơi chui ai ta mô rư ta. Với mô rư ta thì mình có thể tìm ra rằng là gì ạ? Không biết rằng hay là không ngờ rằng. Hoặc với ai ta thì mình sẽ hiểu là gì? Cứ tưởng rằng. Nhưng ngoài ra nó còn một cái ý nghĩa nữa nhé. Đó chính là đã biết rằng. Đã biết rằng rồi. Đúng không? Thì cứ tưởng rằng thì mình sẽ hiểu là gì? Cái sự thật mà đang ở trước mắt ý. Nó sẽ như thế nào với cả cái điều mà mình nghĩ nhỉ? Nó sẽ gì? Nó sẽ khác đúng không? Nó sẽ khác với điều mà mình nghĩ. Còn khi mà đã biết rằng là gì? À, tôi đã biết thừa rằng kiểu như thế rồi. Thì tức là gì ạ? Lúc đó nó sẽ biết kiểu bằng nhau. Đấy chứ ạ? Sự thật mà mình đã biết chính là cái mà gì? Chính là cái mà sự thật luôn. Vì vậy, người ta sẽ hay chia thì quá khứ nhá. Nên là mọi người thì cứ hay tưởng là chỉ có cái ý nghĩa cứ tưởng rằng này thôi. Nhưng mà cũng có những người sử dụng với cái trong từng hoàn cảnh nhá. Cũng có người sử dụng là đã biết rằng. Tức là ý thì à, tôi đã biết trước điều đó rồi. Nên chủ yếu những ngữ pháp chủ yếu trong cái bài này thì mình chỉ có với ý nghĩa là gì ạ? Cứ tưởng rằng thôi. 준영 씨는 베트남 선생님인 줄 몰랐어요. Tôi thì đã gì ạ? Không ngờ rằng Vietnam sao anh nhìn mình Chun Yong là giáo viên Việt Nam, giáo viên tiếng Việt. Nó sẽ khác với cả cái ngữ pháp ân nên chi ai là một đứa tà mà hôm trước mình biết đúng không? Nó sẽ là gì ạ? Có biết hay là gì ạ? Không biết một cái mệnh đề. Mệnh đề thì nó ở đằng trước và thông thường nó phải là thức nghi vấn. Còn đây mình thấy nó đang chủ yếu đang là gì ạ? Câu tường thuật ạ. Câu tường thuật một sự thật. Hiện không biết, không ngờ, cứ tưởng đã biết rằng một sự thật nào đó. Là gì đây? 한국어 선생님인 줄 알았어요. Ôi tôi cứ tưởng rằng là giáo viên gì? Giáo viên dạy tiếng Hàn. Đúng không? Đây là đang là một cặp câu đi với nhau thì mình sẽ định như thế. Hoặc cũng từ trong ngân tài mình hiểu là 한국어 선생님인 줄 알았어요. Tôi biết người ta là giáo viên tiếng Hàn lâu rồi mà, đúng không? Vậy nhớ nhá, ai arata này thông thường có thể có hai nghĩa. Mà chủ yếu người ta hay sử dụng cứ tưởng rằng nhiều hơn. Câu số 3 nào. Câu số 3 vừa đấy thì bạn Huyên rồi đúng không? Câu số 3 bạn Phú thì có thể nào.
Tôi không chứ, tôi không ngờ rằng chứ, tôi không biết rằng bạn nam thấp như này đúng không? Bạn nam thấp như thế này, rồi có tiếp theo bạn Ngọc Anh. Dạ, tôi không biết rằng là tôi không ngờ rằng Bạn đã là sợ mà. tôi cứ tưởng rằng Ừ, cái chỗ này lại kiểu đạt thật là cứ tưởng rằng đằng sau nhỉ. Ok, thế mình phải đảo nhá. Ai tà liệt tương ứng với cứ tưởng rằng, một đôi tà thì tương ứng với không biết rằng, không ngờ rằng nhá. tôi cứ tưởng rằng là trời sắp mưa. Ừ, tôi cứ tưởng rằng là trời gì ạ? Đã mưa chứ, đúng không? Ồn chui mà. Đúng không? Trời đã mưa. Tôi tưởng rằng ngày hôm qua trời đã mưa chứ, đúng không? Rồi, câu tiếp theo, bạn Ngọc Huyền. Tôi thấy là ai cả chẳng chơi một lát sau tôi không biết là em bé đã ngủ ạ. Ừ, nó không biết là em bé đang À, ngủ, đang ngủ. đang ngủ, đang ngủ chính là đã ngủ đấy đúng không? Tiếng Việt thì đang ngủ với đã ngủ cũng được nhỉ. Rồi câu tiếp theo. 한국의 겨울이 이렇게 춘줄 몰랐는데요. 오, 또 không biết rằng địa mùa đông ở Hàn Quốc lạnh như này. Thì về tính từ nhá, về bản chất là hay dùng chu là chuẩn ngữ pháp này. Một người Hàn Quốc thì dùng chu, nó sẽ mang sắc thái là gì đấy ạ? À, tôi đã kiểu có nghĩ như này, nhưng mà nó lại gì ạ? Hoàn toàn trái ngược. Còn chu thì có thể hiểu là gì? À, tôi chẳng nghĩ gì mấy, nhưng mà gì ạ? Nó lại là một cái sự thật mà gì? Không, tôi không ngờ đến như vậy. Tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng mà tôi cũng không ngờ đến cái điều này, đúng không? Còn chui nó sẽ mang kiểu cảm giác là gì ạ? Tôi đã nghĩ đến là nó sẽ kiểu nóng chẳng hạn, nhưng mà nó lại trái ngược hoàn toàn với tôi. Thì nó chỉ khác nhau về một sắc thái một tí như vậy thôi nhá, khác nhau một sắc thái một tí như vậy thôi. Mình dùng thế nào cũng được ạ, mình dùng như nào cũng được nhé, bởi vì cái sắc thái này nó kiểu không ảnh hưởng lắm, chứ còn những cái sắc thái cần ảnh hưởng thì mình lại cần phải nhấn mạnh nhé, nhấn mạnh hơn, rõ ràng hơn đấy, thì mọi người có thể biết như vậy chưa thầy nhá. Rồi sang ngữ pháp khi đâu hạ tạt hôm nó lại nữa, ngữ pháp này nhắc lại nhiều ở bài trước có rồi, bây giờ thầy dịch thêm cái câu này thôi ạ. Sonbeka 저에게 밥을 사 주기도 하고 재미있는 곳에 데리고 가 주기도 했어요. tiền bối thì cũng là gì ạ? À, mua cơm cho tôi và cũng đưa tôi đi đến những nơi mà hay ho thú vị, thể hiện rằng thì đẹp có cả tính chất này, có cả tính chất kia, cũng có cả tính chất này, cũng có cả tính chất kia, cũng làm hành động này, cũng làm hành động kia nhá. Kitoa ta khác với tôi như thế nào rồi thì mình cũng biết rồi đúng không? Rồi sang pháp cuối cùng, tính từ cộng với a hoa tà, đây là một hình thức biến nó thành động từ. Trước tiên thì sang cái bảng này cho thầy này, với ngôn thứ nhất ngôn thứ hai chủ yếu sẽ hay kết hợp với tính từ thường thôi, chủ yếu hay cần với tính từ. Còn ngôi số 3 thì chủ yếu lại hay dùng tính từ cộng với a hoa tà. Như ngày trước ở một trình độ sơ cấp 1 mình đã học một cái ngữ pháp cũng phải chia như thế này là cái gì nhỉ? Nhưng mà nó cũng phải biến thành như thế này đấy. À, cô ship tạ. Chính xác, muốn đúng không? Với ngôn thứ nhất, ngôn thứ hai thì mình dùng cô ship tà. Còn bảo là điện ngôn thứ ba mà muốn làm gì đó thì mình dùng cô ship hoa tà. Cô ship hoa tà. Đấy, thì đây nha, thầy chốt lại nhé, là chủ yếu hay thường dùng cái này. Và mình cũng chỉ cần thường sử dụng cái hay thường dùng cái này thôi. Được chưa? Mình hiểu như vậy nhá. Thì cái ao ta ha ta này thì mình sẽ thấy nó là gì đấy, nó khách quan hóa, nó khách quan hơn, nó sẽ mang hướng kiểu khách quan. Còn tính từ này thì nó mang chủ quan, đúng không? Chủ quan Vì vậy ngôn thứ nhất ngôn thứ hai cũng có thể sử dụng với tính từ cộng a hoa tà, nhưng mà để làm gì? Để thể hiện rằng tôi đang muốn nhìn cảm xúc của bản thân dưới cái sự khách quan của người khác. Sắc thái đấy, sắc thái người ta thể hiện của người Hàn, người ta viết là người ta nói như vậy, được chưa?
Nhưng mà nhìn khách quan bản thân đấy thì có thể dùng ahata. Còn ngôn thứ ba lại cũng có lúc có thể sử dụng tính từ này. Nó thể hiện rằng gì ạ? Khi mình chắc chắn cảm giác. Chắc chắn cảm giác. Còn bởi vì là cảm xúc của người khác mà, thì thông thường người ta hay dùng ahata để cho nó khách quan ạ. Cho nó khách quan. Cho nên các bạn sẽ đọc các bài và mọi người sẽ hiểu hơn. Cho nên bây giờ chủ yếu là mình ở trên mức độ nhận biết. Thì mình cứ nhớ thầy, nếu mà mình sử dụng nhá, vận dụng sử dụng, chủ yếu sử dụng ngôn thứ ba với ao, tính từ cộng ahata. Và ngôn thứ nhất, ngôn thứ hai dùng tính từ. Còn lại nếu muốn tạo những sắc thái khác nhau thì chủ yếu nó sẽ thể hiện trong các bài đọc. Bài đọc để cho mình đọc. Ví dụ đây, nếu gắn với các tính từ chỉ tâm lý, mô tả cảm giác, thì tính từ trở thành danh từ này. Mô tả cảm giác ngôn thứ ba. Khách quan hóa các thứ mình có thể dịch nhá. Những cái này mình có thể dịch là gì ạ? Cảm thấy thôi. Omakasepoyo với cả omakasepoyo, thật ra mẹ thì là ngôi thứ ba đúng không? Mình đang kể lại thì là gì đã dùng cái này là chuẩn nhất này, nhưng mà vẫn có thể nói là omakasepoyo có nghĩa là gì? Muốn đặt mình vào vị trí của mẹ đúng không? Thể hiện cảm giác chắc chắn mẹ chắc là gì ạ? Sẽ buồn lắm đấy, thì mình ngôi thứ ba cũng có thể kết hợp với tính từ. Rồi các ví dụ ở dưới này, nhớ chưa? Chiều chi gặp pioneer gần đây thì địa chỉ hôn mệt mỏi. Hey, Minoshi가 축구 경기에서 이겨서 엄청 기뻐해요. Mino thì gì đây? Vì 이기다, chiến thắng trong trận đấu bóng đá nên 엄청 기뻐해요, nên là rất là vui mừng. Luna가 그 소식을 들으면, nếu mà nghe thấy địa tin tức đó, 기뻐할 거예요, 기쁠 거예요. Chắc là sẽ vui lắm. Đấy, với phỏng đoán đúng không? Phỏng đoán. Mình hiểu đơn giản hơn, phỏng đoán này cũng có thể sử dụng sang gì? Tính từ. 저는 비가 올 때마다 우울해요. 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 Tôi thì mỗi khi trời mưa thì rất là uất, trầm buồn đúng không? Và gắn với một số những tính từ khác. Mô tả trạng thái của sự vật sự việc, nhưng nó lại thông thường phải liên quan đến tâm lý con người nhé, thì mình cũng có thể sử dụng tính từ của ahata. Và mình lại cũng dịch là cảm thấy thôi. Nói chung là cứ gặp ahata dịch cho hết thầy là cảm thấy. 아이들은 동물원에서 원숭이의 동작을 보고 즐거워했어요. Bọn trẻ thì chúng nó thì nhìn các hành động của con khỉ ở bách thú đúng không, ở vườn sở thú, 즐거워했어요, đã rất là gì? Vui, cảm thấy rất là vui mừng. Chữ cóp tà. Chữ cóp tà của mẹ ahata đấy ạ. Thành chữ cô ahata. Hương xin ơn kế mơ chế mỉ sao. Hương thì cảm thấy rất thú vị vào game. Nhớ nhá, lúc đã cộng với ahata thì nó biến thành động từ. Vì vậy tiểu từ lúc này chuyển sang tiểu từ ươi rươi thầy ạ. Ai thư đi thấu hê xó Econ đi thư đất sao. Tại vì bọn trẻ cảm thấy nóng. Đó chứ không phải là bọn trẻ nóng. Ừ, đấy là bọn trẻ cảm thấy nóng. Nên đã bật điều hòa. 제 친구가 한국어 공부를 지루해야 하는데 bạn tôi á thì nó cảm thấy gì ạ? Chán nản việc học tiếng Hàn đúng không? Chán việc học tiếng Hàn. Nhưng tôi thì việc học tiếng Hàn rất là thú vị. Thấy thú vị với việc học tiếng Hàn. Vì đây là ngôi thứ nhất này, người ta đang dùng gì đây? Tính từ. Còn đây là gì ạ? Ngôi thứ ba, người ta đang dùng tính từ của ahata. Vì vậy, vì tính từ của ahata nó đã biến thành động từ rồi, nên nó có thể kết hợp với các cấu trúc chỉ kết hợp với động từ. Như là chimaseo, đúng không? Chimaita. Hoặc là umeo anteta. Nếu làm cái gì thì không được. Không được làm gì. Ví dụ, nomu musoa chimaseo. Đừng có quá là lo sợ. Vậy chốt lại nhá, nhớ thầy này sử dụng mình cứ dùng thế nào ạ? Với ngôn thứ nhất, thứ hai hay chúng ta chủ yếu hay dùng tính từ. Ngôn thứ ba mình dùng sao thầy tính từ của mẹ ahata. Chưa? Còn cái những cái sắc thái, những cái gọi là khách quan chủ quan này này, mình đọc nhận biết. Nhận biết để đọc cho thầy nhá. Rồi phần ngữ pháp hôm nay hơi lâu, chúng ta chuyển sang cho thầy phần nói đi.
Shinsu đúng không? Thì đó có từ vựng liên quan đến Shinsu nhé, lỗi lầm nhé. Rồi, đầu tiên này. Suốt shiganin te về nửa cho sở là thời gian học mà tại sao lại muộn? 집에서 인식 나왔는데 버스가 늦게 오는 바람에 늦었어요. Tôi đã ra khỏi nhà rất là sớm. Nhưng mà lý do버스 do xe buýt tới muộn nên là do xe buýt tới trễ đúng không? Nên là tôi đã tới muộn. Mọi người làm lần lượt tương tự với bốn câu dưới thầy nhé. Cho thời gian chuẩn bị nhé. Rồi. Cho thời gian 1 phút chuẩn bị. Mọi người nhìn xem mình áp dụng linh hoạt các cấu trúc như thế nào. Xong rồi sẽ làm cho thầy này. Là câu số 1 bạn Ngọc Huyền làm này nào. Thưa thầy là thầy ơi, thầy nghe thấy em không ạ? Quá. Vâng. Minh Chi 씨는 열심히 공부하는 학생인데 왜 숙제를 안 했어요? 숙제를 하려고 했는데 갑자기 고향에서 친구가 오는 바람에 숙제를 못했어요. 오케이. 내가 할래 나. 아, 그 thầy là một học sinh chăm chỉ như Minche, tại sao lại không làm bài tập? Em đã định làm bài tập rồi, nhưng mà đột nhiên bạn ở quê lại lên chơi, nên là không thể làm bài tập được. Ừ, đúng là đổ lỗi đúng không? Đúng là lý do rất là ok. Đấy Vâng. sao đó. Câu số 2 bạn Ngọc Anh. Ngọc Anh vừa nhắn xin thầy ra ngoài 2 phút đấy thầy ạ. À thế à? Ok thế bạn đi Phú Lao thầy nào. Tôi à nó sợ nói âm yêu thầy nhá. Này cha đưa. Ừ, anh em phải đam mê. Ừ. Ok là đi đã ăn đi. Ăn cá xào đúng không? Ăn cá xào. Ừ, chỗ này là mô thoát xào thế này. Cái này thì có thể đơn giản nó là một cá sờ đây rồi. Ok. Một cá sờ. Đã định đi rồi nhưng mà thì tại vì nhầm ngày nên là đã không thể đi. Hôm nay có thể là ăn cá sờ được đúng không? Vì là mình nhầm ngày mà nên là mình đã lựa chọn không đi mà. Nha. Câu thứ ba nào. Câu thứ ba bạn Mỹ Linh. Em thấy câu thứ ba là ở đến Tùng An기다렸는데 왜 어제 연락을 안 했어요?
연락을 하려고 했는데 휴대전화를 잃어버리는 다음에 연락을 못했어요. 연락을 못했어요. 이거 되나? 이거 되나? đã không thể làm được đúng không? Ok rồi, đoạn thứ tư nào, đoạn thứ tư bạn Huyên. Thế trước khi em đọc em muốn hỏi một từ, đó là Kambakata. Kambakata, quên khỏi mất. Quên mất. Có từ nguồn tê, chắc cứ về ăn cá chi cô và sói. Cá chi cô ổ rõ cô hay nguồn tê. Kambak 하는 바람에 안 가지고 왔어요. 못 가지고 왔어요. 너냐? 못 가지고 왔어요. 너 어디 가려나? có tiết học mà tại sao lại không mang sách đến? Em đã định mang sách đến rồi nhưng mà lại quên khuấy mất nên không mang. Nên không thể mang đến đúng không? Ok, đoạn số 2, bài số 2 nhá. 현씨 왜 이렇게 늦었어요? Hiền ơi đúng không? Tại sao lại muộn như thế này? 미안해요. 모임이 7시인 줄 알았어요. Xin lỗi được chưa? Em tưởng là gì cuộc họp là khoảng 7 giờ. Tưởng vào là 7 giờ. 다음에는 늦지 않도록 하세요. Thì lần sau đừng đến muộn nữa. Ok, mọi người cũng biết thầy chuẩn bị cho thầy ba câu này nhá. 오늘 숙제다 là bài tập hôm nay này. 신수하지 않다 là không mắc lỗi. 화가 풀리다 là gì nhỉ? 화가 풀리다. Kiểu cơn tức giận được giải tỏa ấy. Nha. 화가 풀리다, cơn tức giận được giải tỏa, tức là giải tỏa cơn giận. Cơn giận được giải tỏa. 사과하다, xin lỗi này. 사전이 지갑에 있다, trong ví có từ điển. 꼭 가지고 오다, nhất định hãy mang đến. 네, okay. Bạn Ngọc Anh quay lại chưa? Dạ rồi thầy. Bạn Ngọc Anh thấy câu 1 à? Yeah. 오늘 숙제는 이게 아니에요. 죄송합니다. 이것이 오늘 숙제일 몰랐어요. 응? 숙제인지? 그건 거 숙제 냈냐? 일줄 몰랐어요. 다음에는 신수하지 않도록 하세요. 안 들어가세요. Nào, 이것이 오늘 숙제인 줄 몰랐어요. Tôi đã không biết cái này là bài tập của hôm nay. Đấy có hợp lý không nhỉ? Bài tập hôm nay thì không phải là cái này đúng không? Thì mình phải nói là gì? Tôi cứ nghĩ cái này là bài tập hôm nay chứ. 이것이 오늘 숙제일 줄 알았어요. Ok, 알았어요. Đúng không? Và bảo là gì? Lần sau đừng mắc lỗi nữa. Ok, trả lời sao? Đoạn số 2. Đoạn số 2 bạn Phú làm cái này nào?
화가 네가 đây nè. Tôi tưởng là gì? Nguôi giận rồi đúng không? Ok, mình dùng pulling ra quá khứ. Tôi tưởng là đã như thế nào rồi nhá. Ở sao? Anh học xin lỗi đi. Thế là số 3 bạn Ngọc Huyền là thế nào? Thưa thầy là chứng minh 사진 가지고 왔지요? 사진에 안 찍고 안 가지고 안 가지고 왔어요. 사진이 지갑에 있는 줄 알았어요. 알아? 알았어요. 내일은 꼭 가지고 오도록 하세요. 꼭 가지고 오도록 하세요. 네가 해놔. 또 되라. 증명 사진. 증명사진은 이냐? 아닌데. 증명은 증명 뭐? 아니, 증명서. không phải ảnh chứng minh có thể hiểu hiểu nó là kiểu không mang ảnh để chứng minh bản thân thì có thể là không mang ảnh thẻ đến nào ấy Ảnh đấy có thể thẻ. hỏi ảnh thẻ cũng được hiểu là ảnh thẻ nữa không mang ảnh thẻ đến nào Không mang ảnh thẻ đấy nè. Ảnh tớ không mang theo ảnh rồi, chỗ này có bởi thể dịch là kiểu vì ôi đấy ôi đúng không? Ôi vâng mang mất rồi không mang mất rồi, bởi vì là cứ nghĩ là ảnh đã ở trong ví. ừ. Ngày mai thì nhất định tớ sẽ ngày mai nhất định cậu phải mang đến nhé. Ok, ngày nhất định hãy mang đến. Rồi, ok ạ. Đó là bài này. Chuyển sang một bài tiếp theo nhé. Là chưa làm rất là tốt rồi đấy ạ. Chuyển sang một bài tiếp theo này. Bây giờ hội thoại mẫu. Bạn Mỹ Linh với cả bạn Huyên nào có thể nào? Phong Xi, 지금 어디예요? 시청 앞에 시장 앞이에요. 걷고 가는 중인데 좀 늦을 것 같아요. 죄송해요. 무슨 일이 생겼어요? 아니요. 알람 시계가 고장 나는 바람에 늦잠을 잤어요. 잤어요. 모두 이야기를 나누고 있으니까 걱정하지 말고 천천히 오도록 하세요. 오케이, 한번 들고 온 테이블에 있네요. Phong ơi, giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trước đi trong ở chợ. Xi Trang nó chợ Xi Trang là lý thị chính đúng không? Ủy ban nhân dân thành Vâng, phố. xem nào, vì tôi đang xe buýt nó chắc là sẽ rất là xin lỗi bạn. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không có không không đâu. Cái đồng hồ báo thức vì là cái đồng hồ báo thức bị hỏng nên là tôi ngủ dậy muộn. Ngủ muộn. Đẹp trai mới chà già đúng không? Không hiểu đây là thức dậy muộn, ngủ dậy muộn. Tại vì nó Vì mọi người đều đang nói chuyện nên không cần lo, cứ đi từ từ nhé. hỏng. Tại vì mọi người đến đây rồi đúng không? Ok. Bây giờ mọi người mình học thuộc đấy nhưng mà thôi bây giờ
Thôi mọi người hoàn thành cho thầy hai bài ở dưới đi. Hai hoạt hình ở dưới rồi. Thầy xem tiếp nhá. Buổi sau thầy sẽ cho đọc vậy. Một đa đơn chủ nghĩa đang làm gì này? Chô xuân im nhuận cú xin phòng nghiên cứu của giáo sư. Đang gì? Xem xét xem máy tính cho giáo sư. Ê, nửa trời á. Tại sao lại muộn vì gì đây? Mù rơi sốt tà, đổ nước, máy tính hỏng. Ý bọn mối mơn chúng nhớ hàn mối nghĩ đó. Cuộc họp lần này là cuộc họp quan trọng. Itaka hay là Itakok. Một lần nữa nhất định hãy đến. Bên này thì là gì ạ? Thư viện này. Đang đợi để có thể mượn sách. Muộn là vì thì đây máy tính hỏng. Và không thể hẹn trước, đã không hẹn trước. Apro, mình đi chuẩn bị là lần sau ấy. Chuẩn bị trước. Rồi, mọi người biết thầy hai bài này nhá.